Xin chào các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà nằm ở góc hai mặt tiền đường hẻm lớn, hẻm ô tô 16 chỗ thông đường cho cô chú anh chị. Căn nhà mình có địa chỉ là 106 xẻ 49 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này có kích thước ngang là gần 4 mét và chiều dài là 6 mét rưỡi. Và căn nhà này có kết cấu một trệt một lầu, một mặt là hướng đông và một mặt là hướng nam. Và căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 550 triệu ha. 3 tỷ 550 triệu, giá này còn bớt lọc cho cô chú chị bạn nào mua nhanh. Nhà thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch lộ giới hẻm giới gì hết. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Nếu như cô chú chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà nằm ở vị trí góc hai mặt tiền hẻm, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần trung tâm quận 11 thì mình hãy đi xem căn nhà này ha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở quận 11 góc hai mặt tiền để kinh doanh ha. Chia sẻ cho họ để giúp họ mua được nhà, giúp chủ nhà bán được nhà nha. Mời cô chú chị bạn xem video review nhà ha. Là 106 xẹt 49 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Cạnh trước này là gần 4 mét và cạnh bên đây là 6 mét rưỡi nha cô chú anh chị. Ban công trên lầu lấn ra đêm được 9 tấc ha, một mặt là hướng đông và một mặt là hướng nam nha. Ở nhà là mới, nhà mới tinh luôn ha. Xe ô tô là vô tới nơi, hẻm thông nhau như bàn cờ ha. Gần trường Nguyễn Văn Phú, gần ủy ban dân phường 3 quận 11, gần trung tâm hành chính quận 11, gần khu đầm sen luôn nha. Nhà thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Nhà nằm vị trí gốc nhưng vẫn không bị giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên, nhà là có giấy chủ quyền hồng và đã được hoàn công rồi ha. Mời cô chú chị bạn vào bên trong để xem nhà ha. Nhà mình hiện tại thì nằm ở hẻm cao ráo không ngập nước. Chủ nhà đang làm cao hơn mặt hẻm là khoảng 2 tấc rưỡi ha cô chú chị. Ở phía ngoài là có lớp rửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Tường nhà thì ốp cao lên đến trần. Trên trần thì có ốp nhựa giả gỗ ha. Và ngoài là ốp đá, bên trong cửa sắt lùa ha. À, căn nhà này thuận tiện mình làm tiệm bar, tiệm spa, tiệm tóc, tiệm nail, buôn bán tạp hóa, cà phê, chạp phô ha. Nói chung là làm cái ngành nghề gì có liên quan đến buôn bán thì ok hết á. Chủ nhà mới vừa cải tạo sửa chữa căn nhà này nguyên căn luôn nha cô chú anh chị. Xin nhắc lại căn nhà mình nằm ở hẻm 106 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, gần trường phổ thông, gần trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú và gần ủy ban dân phường 3, quận 11 cũng như trung tâm hành chính quận 11 ha. Ở dưới trệt này thì chủ nhà ốp đá cao lên là 5 viên gạch, 5 viên ha. Và bên kia là chủ nhà trang bị sẵn cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Có mở cửa hông luôn nha, cửa mé bên đây là hướng đông và cửa mé bên đây là hướng nam nha cô chú anh chị. Trần nhà thì được ốp dược hợp thạch cao, có đèn đèn trang trí, quạt, đèn quạt, đèn này có thể đổi màu được nha cô chú anh chị. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 550 triệu hả cô chú anh chị. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng ha. Và đèn này là đèn thay đổi màu nè cô chú anh chị. Vũ Hồng cho cô chú anh chị bạn thấy ha. Đây đèn đây. Đó, đèn này sẽ đổi màu ha. Và quạt này mình mở tắt nha. Mở đèn. À, mở quạt ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà mình nằm vị trí góc hai mặt tiền đường hẻm lớn, hẻm ô tô 16 chỗ vào được ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Tuy nhà nằm ở căn gốc nhưng mà nhà là không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Cô chú anh chị bạn nào đang cần một căn nhà vị trí gốc để kinh doanh buôn bán mà không bị hẻm giới lộ giới vào ở ngay thì mình đi tìm hiểu căn nhà này nha cô chú anh chị. Vũ Hồng thấy căn nhà này quá ok luôn. Và các cái trụ điện phía ngoài này cô chú anh chị yên tâm là trụ điện đã làm âm xuống rồi, thì tương lai thì mình sẽ được giải phóng cái nguồn điện gần đây âm xuống toàn bộ ha. Ở dưới chợt chủ nhà có làm một cái nhà vệ sinh nè. Ở dưới đây có nhà một cái nhà vệ sinh nè ha. Nhà vệ sinh thì bồn cầu bồn liền khối và được ốp tường cao lên đến trần luôn ha. Rất đẹp luôn, có máy bơm bên trong luôn nha cô chú anh chị. Cửa nhôm sinh pha và kính cường lực ha.
Rồi tủ bếp trên, tủ bếp dưới chủ nhà đã trang bị sẵn hết cho mình nha. Đèn này là đèn đổi màu, trang trí thay đổi màu được hết, có hắt đèn màu luôn ha. Đèn này là đèn đổi màu được nha cô chú chị. Chậu rửa inox loại sâu lồng và mặt bếp bằng đá hoa cương. Đó, bếp trên, bếp dưới đầy đủ ha. Mở đèn đèn cầu thang thì mình đi lên nè, đi xuống có đèn luôn nha cô chú chị, có đèn luôn ha. Tay vịn cầu thang bằng gỗ mặt bên bằng kính cường lực nha. Mời cô chú chị bạn đi lên trên lầu với Vũ Hồng ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà nha cô chú anh chị. Cầu thang bằng đá hoa cương, mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn gỗ, mặt bên bằng kính cường lực ha. Đó, đèn màu, đèn LED trang trí nhà rất đẹp, nằm ở vị trí góc hai mặt hẻm ô tô lớn, ô tô 16 chỗ vô tới nơi luôn. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Và đây là không gian của lầu 1 căn nhà mình ha. Một nhà vệ sinh bên trong. Chủ nhà thì ốp tường cao lên đến trần rồi, có gắn sẵn cái nguồn điện để mình gắn máy nước nóng ha, nguồn điện nguồn nước sẵn nha. Bồn cầu loại liền khối và nhãn hiệu là của Inox nha cô chú chị, Inox ha. Mình thấy là chủ nhà chịu chơi là sử dụng của Inox nha. Và đây là một phòng. Đó, một phòng nè ha. Phòng thì cửa nhôm tinh pha và kính cường lực mờ. Có cửa sổ mở ra phía sau và có đèn trang trí. Đây là cửa sổ phía sau là cô chú anh chị. Đó, bên hông nè. Ở cái khoảng trống này mình để xe được hết cô chú anh chị. Đó, trụ điện này là sẽ âm xuống rồi. Đó, có cái nguồn điện sẵn bên đây là đã âm xuống nha cô chú anh chị. Hướng này là mình ra trường Nguyễn Văn Phú, Ủy ban dân phường 3 quận 11. Cái trụ điện này là âm xuống rồi ha. Thay thế có trụ thay thế rồi. Đã âm xuống dưới hết toàn bộ luôn nha. Nhà là âm rồi nên là chắc chắn là sẽ không làm hẻm nữa rồi. Nhà nằm 100% khu quyền hữu, không bị giải tạch ở quy hoạch ha. Và đây là bên hông của nhà mình đây ha. Đường dây điện này là sẽ âm xuống nha cô chú anh chị, 100% là âm xuống tại vì bên hông nơi kia là đã có đường điện âm rồi đó cô chú anh chị. Rồi hẻm thông tứ phía ha. Mời cô chú chị bạn xem cái phòng thứ hai của căn nhà mình nha cô chú chị. Phòng thứ hai ha. Phòng thứ hai ở phía trước nè. Hiện tại đã đang chưa mở đèn nè. Đó, đang chưa mở đèn ha. Mà vẫn sáng choang nha. Đó, vẫn sáng choang chưa mở đèn ha. Thôi chú Hồng mở đèn lên nè. Đó, đỏ đèn thì sáng đẹp hơn nha. Chiều ngang của nhà mình á, là gần 4m và chiều dài nhà này á, cạnh này á, là 6,5m nha cô chú anh chị. 6,5m. Đó, cạnh này là 6,5m, cạnh này 4m. Ban công lấn ra thêm được 9 tấc ha cô chú anh chị. Đây, bên hông là có cái cửa sổ mở ra nè. Đây, phía ngoài có cái máy này ha, máy tôn này ha. Rồi, hẻm thông tứ phía luôn nha cô chú anh chị. Đó, xe cộ đi thông tứ phía luôn nha. Khu hiện hữu nhà cửa cao tầng hết rồi ha. Rồi, đây là cái ban công của mình đây. Ban công này khoảng gần 1m nha cô chú anh chị. Đó, khoảng gần 1m ha. Hướng này là hướng nam nha, hướng này là hướng nam nha. Và hướng này là hướng đông. Hướng này là hướng đông nè. Cô chú anh chị ơi, cái dây điện này là mình đừng quan tâm nha. Là tương lai là nhà nước âm xuống toàn bộ nên mình sẽ không thấy dây điện này nữa nha. Ở mình tưởng tượng là khu này là khi không có dây điện nó đẹp cỡ nào ha. À, bên hông này nè, chủ nhà là có làm cái vòi nước để khi mình trồng cây hay là mình gì đó thì mình có thể mình lấy nước mình tưới á cô chú anh chị. Ở đây là inox 304 nha, về mình lau cái sạch sữa sẽ sáng bóng ha. Ở trên đây thì chủ nhà có sốt trần nè, nó và gắn đèn trang trí luôn ha. Đó, ốp nhựa giả gỗ nha cô chú anh chị. Ở đây thì ban công này cũng khá rộng nè ha, mình trồng cây đồ cho nó mát mẻ nha. Mặt bên đây là hướng đông và mặt này là hướng nam nha, đông với nam nha. Và cái nhánh nhỏ bên kia là hướng bắc.
Đây là inox 304, đây kính cường lực ha. Nó bên đây nè, mình về có thể để xe dọc dọc đây nè, cô chú chị xe hơi, xe Honda để đây, là bạn bè tới chơi để đây. Còn bên đây là có cái điện âm xuống rồi đó, có cái thốt điện âm xuống rồi đó, có cái dây điện lớn đó, có cái ống đỏ, ống màu màu vàng âm xuống rồi đó cô chú chị. Ngay đó đó. Hẻm này là xe 16 chỗ vô tư nha cô chú chị. À, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, cạnh này là từ mí này ha. Chạy dài qua hết bên đây là 6,5 mét nha, 6,5 mét nha. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà ở địa chỉ 106/49 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và Vũ Hồng đang có mặt ở lầu 1, tầng 2 của căn nhà. Vũ Hồng xin nhắc lại, căn nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà ở góc hai mặt tiền, tiện kinh doanh, đường lớn, ô tô 16 chỗ vô được, thì mình đi xem căn nhà này nha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3,550 tỷ. Giá này còn thương lượng nhẹ cho cô chú anh chị bạn nào mua nhanh ha. Nhà thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới. Và mua bán là sổ hồng, ký công chứng sang tên. Và những cái dựng dây điện xung quanh mình tương lai sẽ được âm xuống toàn bộ luôn. Căn nhà mình rất có giá trị. Và nhà này thuận tiện buôn bán tạp hóa, tạp phô, làm nail, làm tóc, hay là buôn bán mặt hàng online, làm văn phòng nhỏ cũng được ha. Vị trí góc hai mặt hẻm rất là lớn, gần chợ Bình Thới, gần chợ Nguyễn Nhân Phú và trường tiệm Nguyễn Nhân Phú ha. Ủy ban dân phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là căn nhà mình là chiều ngang phía trước đó là gần 4 mét, và cạnh này là 6,5 mét ha. Nhà trang bị đầy đủ trang thiết bị nội thất, ví dụ như quạt, đèn, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, hai lớp cửa bảo vệ. Và hẻm thì hẻm ô tô vô tới nhà, 16 chỗ vô tới nhà. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên, một mặt là hướng nam, một mặt là hướng đông. Và cô chú chị bạn nào có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà góc hai mặt hẻm và nằm trong khu hiện hữu toàn bộ, thì hãy chia sẻ cho họ cái clip này để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip. Hãy chia sẻ clip này cho bạn bè người thân. Hãy bấm like sau khi xem hết video ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video review nhà lần sau.